vâng cái điệu này đưa đây nhá. Ôi rồi. Thảo hôm nay lên ngoài lại được đi chơi tiếp. Thảo My lại được đi tắm suối. Thảo My ơi, nhìn kìa, anh Thắng đang tắm kìa. Đấy. Ôi giời. Ha, xuống tắm anh Thắng đây kìa. Nhờ, các em bé đang tắm kìa. Thảo My ơi, phải mặc áo cho Thảo My, sợ cảm lạnh. Nước suối mát lắm. Ui. Quay Thắng My anh đang tắm kìa. Tắm vào chỗ đấy nước bọt mới thích. Trắng tinh luôn. Ôi giời. Trời nắng quá. Mày nắng mới dám cho Thảo My đi ra suối tắm.